Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại con đang đứng ở ngoài đồng. Đây là đồng lúa rộng mênh mông luôn. Thì ở đây là nó thuộc về ấp Phú Quý, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay là con biết cái hoàn cảnh đó là của ông Hai Chép với lại bà Hai. Thì đây là hoàn cảnh thì cũng khó khăn lắm. Chỉ có hai ông bà già ở một mình thôi. Nhưng mà nhà thì nó gặp ở trong cái mé cánh đồng vòng vòng ở đây nữa. Thì con nghe bà con, cô bác chỉ. Thì ông Hai đang đi lụm mà mấy cái chai mà hút sâu mà của bà con á, pha hút sâu để mà xịt lúa á. Rồi ông Hai lụm mấy cái chai đó gom gom lại rồi về bán là kiếm tiền sống qua ngày. Thì biết được hoàn cảnh như vậy thì con được sự hỗ trợ của chị Cẩm Hường và bác Lý Ngọc Thọ ở bên Mỹ, thì đến đây để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của ông bà Hai như thế nào nha. Thì mời ông bà cô chú đi theo con để tìm hiểu. Đây thì ở đây là người ta trồng lúa rất là nhiều luôn, thì lúa này mới xạ lên chắc chừng cỡ tháng ngoài à. Đó, bây giờ thì con sẽ đi lại đằng kia đó. Lụm ba cái chai á cả nhà, thì lụm dài mấy cái cặp mờ, mấy cái đường rãnh như thế này nè. Cái đường rãnh này á là bà con cô bác rất là hay xịt thuốc sâu rồi hay bón phân đồ đó, là mấy cái rãnh này để mà ngồi xuống để mà trộn thuốc. Thì ông Hai thì hàng ngày là chỉ cầm cái bao là đi vòng quanh tất cả các ruộng lúa này nè, rất là rộng lớn luôn. Ở đây là không biết bao nhiêu công mà cho đủ nữa. Thì cái miếng xa xa ngoài kia là cái con đường lộ lớn, là mỗi lần ông đi có phải là ông đi lúc ở bên kia luôn. Hút đồ đó, như là mấy cái chai này nè cả nhà ơi, là mấy cái chai hút sâu nè. Rồi bắt đầu cái người ta để trên cái mí thì nè, ông Hai phải đi kiếm từ chai vòng vòng, khi nào mà hết thì thôi. Dạ con chào ông Hai. Con biết được bà con cô bác đó là chỉ là ông Hai là đang đi lụm mấy cái chai hút sâu ngoài đây. Nó rồi con đi ra cánh đồng này là con tìm ông Hai để mà vô rồi con nói chuyện thêm nhiều hơn. Bây giờ thì mình đi dài vô trong rồi mình lụm dài dài luôn ha ông Hai ha. Dạ. Cái chuyện làm này ông làm đây là được bao nhiêu năm rồi ông Hai? Hả? Ông làm này, ông lụm chai này là bao nhiêu năm rồi? Năm 1992 tới giờ. Dạ, năm 1992 mà tới giờ luôn. Thì mỗi một ngày gì đó ông đi là lụm mấy cái chai thứ này đó không ông Hai ha? Dạ. Ngày được có mười mấy ngàn. Ngày có mười mấy ngàn hả ông? Rồi ông có làm gì thêm không hay là chỉ lụm chai này thôi? Rồi xịt hồi còn nhỏ mấy năm trước còn xịt mướn ta được. Dạ. Rồi bây giờ già rồi hết ai kêu rồi. Dạ hết ai kêu ha ông Hai ha. Dạ ông Hai đi trước đi con đi sau. Dạ. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn nghe mẹ cháu lắm làm cái vụ này là thật sự là rõ ràng cho bà tôi đó. Dạ. Không có còn cái gì xảo trá với ai nữa trơn. Thì có sao cuộc sống hàng ngày của ông Hai sao thì con sẽ chia sẻ với lại tất cả các ông bà cô chú Mạnh Thường Quân vậy đó. Dạ. Để biết thêm về hoàn cảnh của ông Hai như thế nào vậy đó ông Hai ơi. Dạ, bởi vậy. Dạ. Cái đồ con đường về nhà của ông Hai gần đây không? Cũng gần. Rồi mỗi một lần về ông Hai đi là giáp cái khu đồng này luôn hả ông Hai? Trời ơi, đi tới khu Mỹ, khu Thọ, thị trấn Nặng Châu. Vậy đó hả? Ồ, ô sai vậy hả? Chứ phải. Rồi mướn đây. Mấy cho em cháu nữa. Ở không nó đưa về tới nhà. Dạ, rồi ông Hai năm nay là ông Hai bao nhiêu tuổi rồi? 88. 88 tuổi rồi. Nói chuyện hấp hối rồi đó, gần chết rồi. 88 tuổi mà mỗi lần ông Hai đi là lụm da chai, mỗi lần là cái bọc này, có khi nào mà bọc này bự hơn đó không Hai? Trời ơi, chục ký không có. Vậy đó hả? Có 3.000 ký. Dạ. Ừ. Thì một ngày là mình lụm khoảng bao nhiêu ký không Hai? Chục ký, 7-8 ký, 500 ký. Dạ. Vậy là bán đâu có được nhiêu tiền đúng không? Bởi vậy, sống một cầm mơ. Một ngày chưa được 30.000 nữa. Đâu có. Có làm mấy cái này thôi chứ có. Mình đâu có làm cái gì nổi không, ông không Hai có nha. Làm cái gì ra tiền nữa trên. Rồi bà làm cái gì ông Hai? Vợ ở nhà tôi giờ hết thấy đường nữa rồi. Là sao ông Hai? Để con nhiều với đó ăn nè, tiêu nhiều đó nóng. Bây giờ sống tới giờ thì được mà. Dạ hết thấy rồi. Ồ, vậy là ông Hai giờ đi mặn đi lũng này về nuôi bà về Hai. Nuôi vợ kìa. Dạ vậy đó. Này mình đường xa ông Hai đâu, nhà ông Hai đâu, ông Hai chỉ con coi đi. Gần đây rồi. Là cái mé bên đó là nhà của ông Hai hả? Ừ. Dạ. Ở đậu nha nữa là cho không có đất nhà nha. Ồ, đất này là đất ở đậu. Ở đậu á. Ồ. Hồi đó là xứ sở ông Hai ở đâu mà ở đậu ở đây ông Hai? Ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp á. Ừ. Dạ.
Nguyễn Thánh Bình. À vậy là nó thuộc ở bên Đồng Tháp. Ừ. Rồi ông hai là về đây là mình sống bao nhiêu năm rồi? Năm 1992 tới giờ. Dạ. Ừ. Đây con cầm thủ. Thôi không được, con khỏi. Cầm chết, con cầm chết. Ừ. Thấy gì đâu, dạ. Dạ. Mình đi lụm da chai luôn cả nhà ơi. Con thấy là cái bao này nếu như mà đầy bao thì tính ra là cái bao này nó cũng nặng lắm nha ông hai ha. Ừ. Dạ ông hai bỏ vô đây con cầm cho. Dạ. 6-7 kg. Dạ. Mỗi lần là có khi nào mà mình đi mình lụm nhiều quá rồi bắt đầu cái mình phải xách cái bao thêm đem theo đựng không hai? Hai bao. Hai bao ha. Rồi mỗi lần về là đi, phải quải hai bên. Đi không nổ về. Dạ. Khổ lắm. Ố gần vậy là gần tới nhà của ông hai rồi. Ừ. Dạ. Dạ rồi. Nhà ông hai có chăn gà, chăn vịt gì thêm không? Không, là không, chỉ lụm không. Này thôi. Có lụm này không? Ở dạ. Đậu đất ta dễ gì nuôi gà được. Dạ. Ô bà hai ngồi. Bà hai ngồi ngay trước cửa kìa. Ừ. Ừ. Phụ việc mấy cháu đi thì... xe đi cổ không mà giờ phải lội đồng. Dạ đâu có với tu như vậy về tội nghiệp. Con mà làm ở dưới con cũng lội đồng hoài à, con đi bắt cá rồi bắt cua rồi. Rồi giờ tha lẩu rồi. Rồi giờ mình lên nhà hay không hai nha. Cái bịch đó ông hai cũng lụm luôn hả? Lụm bỏ. Lụm bỏ nha. Thôi, cái này giống như là vệ sinh môi trường. Ờ, vệ sinh đó. Ừ. Dạ. Đó, củi nè. Đem gì? Đó, củi này ông hai phơi, ông hai chụm hả? Củi chụm không á. Dạ. Ừ. Cái nhà mình thấy là thiết đồ cặp dắt đồ vô quá trời nè, nó muốn một hát một hết trơn rồi. Dạ thôi bây giờ mình lên nhà mình năm nghỉ chơi nha ông hai. 2 năm nha, mà còn gì nữa. Dạ. Con để đây nha ông hai. Ừ. Đây. Cái cầu hang này ông hai với bà hai thì cũng già cả rồi. Ông bà không mà không có bực hang lên. Trời ơi, nãy giờ đi kêu nước chứ. Đây là nguyên một đống da chai nè. Ông hai lụm về là dồn lại chừng nào mới bán ông hai. Ở đây nữa. Đi hết nậu bán nghỉ hết bữa. Dạ, rồi bắt đầu mình đi lụm tiếp. Đi nữa. Dạ, thôi mình lên nhà ngồi ông hai ơi. Nghỉ lâu. Dạ hai. Hôm qua thằng lên là phải bò gì nè. Ở đây mình nói chuyện cho nó mát luôn ha. Ông hai bà hai ha. Ở đây là cái sàn nước của ông hai với bà hai á hả? Dạ, có nước rồi. Ừ, nước này là mình xài nước cây hay là nước sông? Nước cây á. Nước cây có bà hai nước nha. Cây mà không có xài. Bà hai năm nay nhiêu tuổi vậy bà hai? 74. 74 tuổi. Ở nhà thì thường thường là hai vợ chồng ông bà hai ở thì hàng ngày là bà hai nấu cơm nấu nước ha. À. Dạ. Rồi mình có đi chợ mua cá mắm gì không bà hai? Khi lần đi là mua 20 ngàn ăn 2 ngày. Ồ, 20 ngàn ăn 2 ngày. Dạ, vậy có 2 người ở rồi bà hai đó, với ông hai đông con không? 6 người con mà giờ nó tới 8 có chồng có vợ mẹ hết rồi đâu còn ở nhà đâu. Tết mới hụi giờ lỡ về. Dạ, rồi hàng tháng thì mấy con bà có gửi tiền gì cho ông bà xài không? Tết nó mới lỡ cho đứa 200, đứa 100, 300 tùy nơi nó cho nhiều cho ít vậy đó. Có tiền nhiều cho nhiều. Dạ. Không có rồi cho ít. Ông hai ngồi xích xích vô xích đây xích luôn vô. Ông hai. Dạ. Dạ. Xích rồi đây nè. Trời ơi câu đi. Thì hàng ngày thì ông lụm da chai vậy là một ngày là bình quân mình nhiều nhất là bao nhiêu tiền ông hai? 3 ngàn một ký, ngày chắc được 15 ngàn. Ngày 15 ngàn. Rồi hai ông bà hàng ngày mua đồ ăn là hết 20 ngàn là ăn 2 ngày. Rồi còn gạo. Còn lại được ngày. Rồi con cái không có gửi tiền gì cho hết trơn hả ông hai bà hai hả? Không con. Không có. Ông hai thì 88, còn bà hai thì nãy nói nguyên như con 74. 74 tuổi cả nhà. Thì giờ con cái thì ai cũng có chồng có vợ rồi xa xứ rồi, chúng chung là cũng nghèo khổ. Cho nên là giờ ông hai thì còn sức thì ông hai tự bươn vào, thì hai ông bà sống vậy đó. Thì con cái thì nó cũng khổ hả ông hai ha. Yeah. Rồi hàng ngày thì ông hai với bà hai ngủ ở đâu? Đó. Ngủ trên cái vạc này đó hả? Ừ. Con thấy chỗ như mét bên kia là nó cũng hơi yếu hơi đó. Tại vì con thấy nó nghiêng về bên kia á. Cái nhà dông vung lên mùa xe ăn hết trơn cột rồi nè. Ồ cột nó mọt ăn không biết hết trơn. Dạ. Không có tâu là dây xe. Nếu nó sập thì có nhà mới. Dạ. Dạ. Thì nhà cửa thì con thấy trời mưa trời gió thì chắc nó cũng dột hết trơn. Dột nát hết trơn. Vợ tu lấy 2-3 cái thau hứng chỗ nào dột rồi nó hứng nước. Chỉ để tràn xuống rồi một cây còn sập nữa. Dạ. Rồi mình ở đất đậu ở đây thì bà con hàng xóm rồi lại cho ở chứ không có nói gì hết thấy ông hai ha. Ừ. Dạ. Thì ông hai về đây là sống được bao nhiêu lâu năm rồi ông hai?
năm 1992, năm nay là 2020 rồi. Dạ. Chín ba mấy năm. Ba mấy năm rồi. Ừ. Rồi lâu lâu ông hai có về quê hương của ông hai bên Đồng Tháp không? Có ai bên về? Dạ. Không ông về vẫn. Dòng họ cả là con cũng không có. Dạ. Vậy là chỉ có hai ông bà sống ở đây thôi. Hồi đó cưới vợ về nhà không có cái quần bẩn. Nó nghèo lắm. Dạ. Nghèo khổ đi mà mướn nuôi cha nuôi mẹ không. Dạ. Hồi đó là gặp là ở đâu ông hai? Ở Đồng Tháp qua Tân Quới. Tân Quới cũng Đồng Tháp nữa. Dạ. Vợ ở Tân Quới cưới bên đó. Dạ. Rồi gặp hai ông bà nắm tay qua đây. À, cưới có 2.000 bạc cái đám cưới. Đám cưới 2.000. Dạ. Không, nhưng mà 2.000 hồi xưa cũng lớn không hai ha. 2.000 đó chứ không có đồng, không có muối vàng nào hết nghe, đi phụ đám cho cha mẹ vợ 2.000 bạc hay rồi. Dạ. Không, tình tình già nhưng mà thấy hạnh phúc rồi mà ở tới giờ là con thấy cũng viên mãn như lắm rồi. Vậy? Dạ. Khó kiếm lắm. Dạ dạ đúng rồi. Thì ông hai với bà hai con xin phép là được vô tham quan nhà của ông bà hai chút xíu ha. Được, con cứ việc đi. Dạ dạ dạ. Dòm trong bếp rồi cháu dòm cho kỹ càng đi, không còn chỗ nào sót hết. Ồ, ở đây thì mưa đồ chắc cũng dọn hết rồi cả nhà. Ủa cái tivi này còn xài được không ông hai? Được. Trời ơi, mua đồ cũ của người ta. Trời ông hai ông chơi ông điện mấy cái dây này nè cả nhà. Ông hai này ông sợ lặt chứ hả? Ừ. Ông hai chơi điện dây gì nè cả nhà ơi. Còn cái này nè. Họ thấy ông phá đồ, phá lại nè. Ông hai với hai rất là kỹ luôn. Ở đây thì tủ. Ở trong đây thì trong cái buồng nè. Ồ, chắc sạch cũng, ồ, dán rồi cũng kiểu hết rồi. Và bên đây thì chắc sạn nước. Thiết thì mưa thì chắc nó dột hết cả nhà ơi. Do là cái thiết này nè, đắp lên không mà bên đây thì cũng muỗng lỗ nữa. Cái nhà biết trong hai và hai nấu ăn đó đâu. Nó mục xíu hết rồi, sao mà dám ngồi đây? Trời ơi, lủng lỗ sụp xỉu hết rồi cả nhà ơi. Bà hai với ông hai xài củi không à? Cái bếp ga. Đây, có cái bếp ga nữa nè, nhưng mà không biết có xài được hay không. Ở dưới đây thì đựng chén đồ, úp không có cái sóng chén nè cả nhà. Úp ở trên cái bàn này vậy thôi đó. Nồi chách thì cái này ông hai chơi vô bao hết, không có tủ cái gì hết trơn. Ở đây thì mưa, chén hở hở thì mưa lớn là sẵn nó sẽ tạt vô đây hết. Giờ đi ra. Ồ, này là tạt dữ nữa. Mé bên đây nữa nè. Quá trời. Đi ra. Rồi thì nhà cửa thì tự giờ mình cũng xem rồi, nhưng mà trong cái bếp thì nó hơi bụng chút xíu. Do là nếu mà con mà đi hơi mạnh giò lấy con lọt tiếu luôn á là hay. Không còn chỗ nào nữa. Dạ. Cái này là nhà này hơi lần là ông hai với bà hai tự cắt hay sao ông hai? Đâu. Không phải. Ở thành phố vô cho đó chứ tôi làm gì vừa lên mũ có tiền đâu mà cất nổ nhà mấy triệu trời. Dạ. Chờ bản số rồi đó. Dạ. Hồi nãy hình như con nghe nói là con mắt của bà hai thì hơi mờ hay mà, bà hai á mình còn thấy rõ không? Nhìn giống như là con ngồi gần bà hai, bà hai thấy con rõ không? Thấy mà con đi xa mà không biết. Có biết à. Dạ, đi xa là không biết. Chút là xíu nữa cháu đi ngang qua cháu vô cháu hỏi không có biết cái gì, không có nhớ. Dạ. Mờ mịt. Rồi giờ... cái giò của bà hai kém sốt mà nó dị ứng vậy đó, có chút xíu nữa mà là sao bà hai? Nó làm độc. Bà hai đi đâu mà làm độc? Đi kiếm thuốc nam cho người ta đó, như con rồi biểu rồi chú nè biểu ông nè biểu vậy đó. À là có cái chỗ mà người ta cái đi tụ nhà thuốc nam, nhà thuốc nam rồi bà hai lại đó kiếm thuốc để cho bà con á chặt cho, dạ chặt rồi bà hai lại phụ. Không có phụ, đi dài luôn đậu dài kiếm đồng như trong đồng vậy nè. Dạ. Rồi bà đi kiếm mà đậu dài cái rửa không sạch quá ghê vậy. Nhưng mà bà kiếm dài là bà uống hay là cho người ta cho thuốc nam cho à? Dạ, dạ cho thuốc nam từ thiện. Dạ y gian vậy. Dạ. Rồi gà dưới đây nè, con thấy có nuôi đó, cái gì nè ba con đó. Dạ. Nhà ông hai nuôi hả? Ừ có con nuôi nhốt gì không? Dạ đừng nói mời bây giờ ba gà đi cho con lên chặt. Gà chứ ta coi rồi, gà trống rồi ra mà ta chưa có bán đó. Dạ thì nuôi một quạch thì gì nữa, lớn thì bán kiếm tiền ha. Bà hai ha. Con cháu muốn thì bà cho. Dạ không có bắt gà lại không có cho đâu, không có. Dạ bà tự nhiên vậy đó. Dạ
nói chung cái đàn bà vậy chứ dạ. Không có hẹp hòi với con cháu. Dạ nghèo thì nghèo nhưng mà không có hẹp hòi hết ba hai không ha. Có đâu. Dạ thì hôm nay thì con đến đây trước tiên là hỏi thăm sức khỏe ông hai với bà hai, thì tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh của ông hai bà hai và được cái sự hỗ trợ của bác Lý Ngọc Thọ và chị Cẩm Hường ở bên Mỹ có hỗ trợ cho ông bà hai là một bao thư trị giá 500.000 đồng. Con xin gửi cho bà hai ha. Rất cảm ơn hai cháu và chúc mấy người kêu bình an vô sự nha, vạn sự như ý nha. Dạ thì bà hai cứ nhìn lên máy cảm ơn Mạnh Thường Quân là được rồi. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Giúp được dạ. Dạ. Ông hai ơi, ông hai có đôi lời gì nói với Mạnh Thường Quân không hai? Biết gì rồi nói. Dạ ông hai cảm ơn là được. Cảm ơn đậu trên đầu luôn nghe cũng được. Có chung dạ. Sống vững vàng được vậy quý không, lắm chứ. Bây giờ vậy bà hai mừng dữ. Hai chúc chồng đi mượn ai 20.000 chưa ai cho. Không cho đó mà. Dạ cả gì rồi làm sao đâu mà 5.000 bà không có. Là hồi lúc bà hai là bệnh hoạn á. Là mượn ở hàng xóm là không ai cho. Không, mà không lý cho. Do làm sao mà mình lạ. Mình mới qua ở đây là nghèo nữa đó. Chơi nghèo. Rồi mỗi lúc mà bà hai bệnh rồi này kia rồi ông hai không có tiền rồi sao ông hai? Cái bệnh thì không có bệnh. Dạ. Cứu như là trời độ á ông hai ha. Thôi bây giờ bà với ông á chúc cho hai cháu bình yên rồi. Không, chúc cho hai Mạnh Thường Quân được rồi. Tại vì cũng lớn tuổi. Dạ. Dạ. Thôi giờ chúc Mạnh Thường Quân vạn sự như ý. Dạ. Dạ bà chúc. Hai nói vậy là Mạnh Thường Quân là biết rồi bà hai ơi. À biết rồi. Dạ. Thì hôm nay thì con đến đây thì được sự hỗ trợ của bác Lý Ngọc Thọ và chị Cẩm Hường thì ở bên Mỹ thì cũng làm xong thì chị với lại bác cũng có gửi lời chúc sức khỏe đến ông hai. Để. Chúc cho ông hai với bà hai thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Dạ rồi con xin phép ông hai bà hai con về bây giờ. Dạ. Bà hai chúc mà mấy cô mấy cậu mấy chú bình an vô sự vạn sự như ý nha. Chúc dạ. Nhiều sức khỏe nhiều giàu giàu nha. Dạ dạ con luôn nha con. Dạ thôi quá là mọi người nghe hết rồi. Dạ quá quý rồi đó. Rồi thôi con xin phép hai bà hai con về. Dạ dạ bắt tạc. Dạ trời ơi quá quý rồi. Dạ. Không phải là mà con cho cái này mà bà quý không. Dạ con hiểu cái tình cảm của mình với nhau thôi bà hai ơi. Dạ chứ không có gì hết. Rồi. Con hiểu mà. Dạ con về luôn hai bà hai ơi. Thì cả nhà ơi, mình cũng đã trao cái số tiền của bác Lý Ngọc Thọ với lại chị Cẩm Hường cho ông bà hai xong rồi. Thì cái hoàn cảnh của ông bà hai thì chỉ có hai vợ chồng già sống thôi. Ông hai thì hàng ngày thì đi lụm ve chai, làm mấy cái chai hút sâu để ở ngoài đồng lúa đó rồi gom về bán. Còn bà hai thì mắt thì cũng đã mờ rồi, thì không có đi đứng lại bình thường được, thì đi vòng vòng trong nhà thôi. Thì ông hai làm để nuôi bà hai. Thì trước tiên thì kết thúc video thì con đại diện cho gia đình của ông hai bà hai cảm ơn bác Lý Ngọc Thọ và chị Cẩm Hường rất là nhiều. Chúc cho hai Mạnh Thường Quân thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống nha. Thì cả nhà ơi, nếu cảm thấy thích video của mình, hãy nhớ chia sẻ video của mình để cho mọi người cùng biết. Hãy cho mình một đăng ký, một like, một share để mình có nhiều động lực làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau. Bye bye.